Hello xin em đã quay trở lại clip là mình nha, mình HZ đây. Hôm nay thì có một cái cập nhật cực kỳ mới và cực kỳ bất ngờ liên quan đến episode 3. Ngay sáng mình thức dậy thôi, khi mà vào thì ban đầu mình cũng không để ý đâu. Tuy nhiên thì sau đấy chúng ta xem kỹ nha. Về phần update vào ngày 9 tháng 4 theo giờ địa phương là sắp tới đây ấy, chúng ta sẽ có những cái phần mới, ví dụ như là Spectator Mode này. Cái phần này thì mình đã làm cho anh em rồi. Đó là cái chế độ mà chúng ta có thể xem, chúng ta làm khán giả để xem hai người chơi thi đấu với nhau. Rồi chúng ta cải thiện cái gameplay này, update cái team chat này. Và quan trọng nhất ở đây anh em để ý dòng cuối cùng là chúng ta sẽ có hỗ trợ tiếng Việt. Cái này là một cái rất bất ngờ và trước đấy không có bất kỳ một cái thông tin nào về cái vấn đề này cả. Và không thể tin được là chúng ta sẽ có hỗ trợ tiếng Việt anh em ơi. Hiện tại thì phải chờ đến 9 tháng 4 để chúng ta xem thử là nếu như tiếng Việt ra thì nó sẽ như thế nào. Nhưng chắc chắn nếu tiếng Việt ra ấy thì nó sẽ cực kỳ gọi là dễ dàng đối với tất cả anh em luôn. Bởi vì chúng ta luôn bị cản trở bởi cái tiếng Anh đấy, muốn làm cái gì cũng phải dịch tiếng Anh ra tiếng Việt để có thể xem chi tiết. Nhưng bây giờ nếu như mà có support for Vietnamese language, tức là hỗ trợ tiếng Việt như này thì quá tuyệt vời. Mình chỉ thắc mắc một cái điều là lý do vì sao game đang bị cấm ở Việt Nam đấy. Anh em Việt Nam sẽ phải fake IP để có thể tải, mà chúng ta bây giờ lại thêm cái phần language của Việt Nam vào. Khả năng là do Việt Nam có cái lượng người chơi nó quá đông anh em ạ. Nó quá đông đi, nên là thêm vào để hỗ trợ anh em Việt Nam ở đây thì có những cái tiếng rất là cơ bản như tiếng Anh này, tiếng Hà Lan này, tiếng Tây Ban Nha này, tiếng Trung Quốc các thứ vân vân này. Có những cái tiếng rất là nhiều ở đây. Cả Ấn Độ nữa. Và sắp tới chúng ta có thêm một cái tiếng của Việt Nam nữa thì phải nói là thực sự là quá là tuyệt vời luôn. Hỗ trợ tiếng Việt mà anh em, nên mình nghĩ là nó sẽ là tiếng Việt thôi, dịch tất cả mọi thứ. Ví dụ như club thì sẽ là câu lạc bộ hay là gì đấy, rồi play là chơi, market là thị trường hay cái gì đấy, thì nó sẽ rất là dễ dàng cho anh em trong cái việc là chúng ta chơi game. Và đây là một cái thông tin mà rất là bất ngờ anh em ạ. Thật sự là rất là bất ngờ, bởi vì là mình trước đấy chưa có bất kỳ một thông tin gì cả. Thà là trước đấy người ta thông báo là người ta thương thảo luận về cái vấn đề là cho tiếng Việt vào. Nhưng mà tự nhiên nó ra một cách rất là bất ngờ anh em ạ. Vào ngày 9 tháng 4 thì chúng ta cùng chờ đợi đến ngày 9 tháng 4 để xem là nó có thật sự là như thế hay không. Nhưng với cái thông báo như thế này từ chính trang chủ của FC Mobile thì là hỗ trợ tiếng Việt rồi anh em. Thì là hỗ trợ tiếng Việt rồi, nên là chúng ta cùng chờ đợi vào ngày 9 tháng 4 thôi, khi mà cái bản này nó sẽ được Việt hóa thành cho tất cả anh em. Đấy là cái thông tin rất quan trọng trong ngày hôm nay và là cái thông tin chính luôn. Thường thì mình sẽ tổng hợp là nhiều thông tin lại rồi mình mới đăng một clip cho anh em. Nhưng đây là một cái thông tin nó quá bất ngờ đi và nó quá là tốt dành cho anh em player. Nên là mình đăng tin luôn với một cái clip rất là ngắn như thế này. Thì anh em nghĩ sao về việc là chúng ta sẽ thêm tiếng Việt vào trong FCO Buy? Thì anh em có thể comment ở phía bên dưới. Còn nếu mà thật sự như thế thì thật sự rất là cảm ơn EA Sports vì đã hỗ trợ anh em người chơi ở Việt Nam. Mặc dù game không có sẵn ở Việt Nam do vướng vào những cái vòng lao lý, vướng vào những cái pháp lý với cả là bên App Store Việt Nam. Clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy clip hay đừng quên ấn like và đăng ký kênh mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em các clip tiếp theo. Bye bye anh em.